Chào tất cả các con. Tiết học trước, chúng ta đã bước vào chủ đề phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ. Và trong tiết đó, chúng ta đã biết được tác hại của sâu bệnh. Chúng ta cũng phân biệt được các dấu hiệu của cây trồng khi bị sâu, bệnh phá hại. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề này. Và phần của chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay đó là nguyên tắc và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. Thì trước khi chúng ta có những biện pháp thì chúng ta phải nắm được nguyên tắc phòng trừ thì chúng ta mới đề ra được những biện pháp nó phù hợp và có hiệu quả cao. Do đó, nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại như sau. Đảm bảo 3 nguyên tắc cho thầy. Phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để, sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Thì nhắc lại, đảm bảo 3 nguyên tắc. Phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để, sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Thì chúng ta tìm hiểu được tại sao chúng ta phải phòng là chính, tại sao phải trừ sớm, kịp thời và triệt để, và tại sao phải sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Thì bây giờ tụi con và các thầy và thầy, tụi con và thầy bây giờ chúng ta cùng bước vào các bài tập như sau. Bài tập đầu tiên, hãy chọn câu đúng. Trong nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh thì nguyên tắc phòng là chính vì A. Giá thành chi phí chăm sóc thấp. B. Đỡ tốn công điều trị khi cây trồng bị bệnh. C. Giúp cây sinh trưởng tốt. D. Cả 3 câu A, B, C. Vậy chúng ta chọn câu nào đúng? Đó là câu D. Cả 3 câu A, B, C. Tại vì chúng ta phòng là chính vì sao? Đó là giá thành chi phí chăm sóc thấp. Rồi đỡ tốn công điều trị khi cây trồng bị bệnh. Và khi chúng ta phòng là chính rồi thì chúng ta đã giảm thiểu đi cái tác hại. Cái sự phá hại của sâu bệnh, do đó góp phần giúp cho cây sinh trưởng tốt. Thì phòng là làm sao nào? Thì khi mà chúng ta chuẩn bị những cái mùa mà sâu bệnh phá hoại, chúng ta thấy và chúng ta chuẩn bị cái tâm thế. Thì khi mà chúng ta đã có tâm thế như thế này thì chúng ta biết được là sâu nào, bệnh nào tấn công. Và khi đó thì chúng ta đã tìm được cái loại thuốc là chúng ta hay là những biện pháp để chúng ta phòng trừ phù hợp. Rồi câu hỏi thứ hai, là tại sao chúng ta phải trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để? Thì người ta trừ sớm để sâu bệnh không bị lây lan rộng, thấy là phải trừ ngay. Thì khi mà sâu bệnh lây lan rộng như thế, đương nhiên là nó phá hại càng nhiều và tác hại nó mang tới cho mình thì càng lớn. Và trừ triệt để nó bệnh sâu hoặc là bệnh nó không có cơ hội phát sinh. Khi mà bị rồi chúng ta trừ rồi thì không để nó phát sinh lần nữa. Rồi cái thứ ba là tại sao phải sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ? Vì nó không có biện pháp nào là tối ưu nhất. Do đó, mình phải tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Mình coi tùy theo tình huống, rồi cái mức độ sâu bệnh phá hại mà chúng ta có những cái biện pháp phòng trừ thích hợp. Thì tụi con nhớ thầy chúng ta có ba cái nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại. Đó là phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để. Rồi sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Thì khi mà chúng ta đã nắm được nguyên tắc như thế thì đương nhiên chúng ta sẽ đề ra được những biện pháp phòng trừ phù hợp. Và chúng ta qua phần tiếp theo thôi thầy, đó là các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. Thì để mà phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả thì chúng ta có những biện pháp nào? Chúng ta có 5 biện pháp chính, đó là biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học và biện pháp kiểm dịch thực vật. Chúng ta có 5 biện pháp chính. Thì bài ngày hôm nay tất cả tụi con nhớ cho thầy 3 và 5, 3 nguyên tắc và 5 biện pháp. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu từng biện pháp một. Tụi con nhìn hình ảnh là các bà và các cô đang vệ sinh đồng ruộng. Đó. Rồi hình ảnh bên này anh nông dân với con trâu đang làm đất, đang cày đất. Thì hình ảnh này cho chúng ta thấy được biện pháp đầu tiên, đó là biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh. Đã tìm hiểu rõ phần này, chúng ta cùng nhau làm một bài tập như sau. Hãy ghép nhóm từ ở cột 1 với cột 2. Cột 1 là biện pháp phòng trừ và thứ hai là tác dụng phòng trừ sâu bệnh ở cột thứ hai đó. Đó là những tác dụng phòng trừ sâu bệnh của cái biện pháp đó. Thì có 5 biện pháp tương ứng với 5 cái tác dụng. Tụi con suy nghĩ và chúng ta coi biện pháp nào nó ứng với cái tác dụng nào, nó tương ứng với tác dụng nào. Rồi chúng ta cùng một chút chúng ta suy nghĩ. Thì tụi con thấy rằng chúng ta đã có
câu trả lời như sau. Đầu tiên chúng ta vệ sinh đồng ruộng làm đất đó để trừ mầm mống sâu bệnh nơi ẩn náu. Nghĩa là khi mà kết thúc một vụ mùa, bắt đầu một vụ mùa mới thì người ta phải vệ sinh đồng ruộng và làm đất. Ngoài để làm đất cho đất được tơi xốp ra thì ngoài ra thì đương nhiên là khi mà động tác cày đất và vệ sinh như thế thì người ta cũng trừ được cái mầm mống sâu bệnh và cái nơi ẩn náu của sâu của cái vụ mùa trước nó để lại. Đó. Rồi người ta gieo trồng đúng thời vụ là để tránh thời kỳ sâu bệnh phát sinh mặn. Đó phải gieo đúng, tại lúc chúng ta vừa làm vệ sinh đất nó sạch rồi thì chúng ta phải gieo trồng cho đúng. Đó. Rồi cái thứ ba là chăm sóc kịp thời và bón phân hợp lý, đó là để tăng sức chống chịu sâu bệnh. Khi chúng ta chăm sóc tốt và bón phân hợp lý thì đương nhiên cái sức đề kháng của cây rất là cao. Rồi luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích. Thì khi mà người ta luân phiên như vậy, luân phiên là các loại cây trồng khác nhau mà, thì nó đã thay đổi được cái điều kiện sống và nguồn thức ăn của sâu. Việc sâu đã thay đổi không kịp. Và đúng là cách đó cũng là cách để mà giảm đi ha cái thiệt hại của sâu mang lại cho mình. Đó. Rồi sử dụng giống chống sâu bệnh nó để giảm mật độ sâu và giảm nhẹ thiệt hại. Tại vì có một số cây nó khả năng nó chống được một số bệnh và một số loại sâu. Nó không chống được nhiều mà một số loại thôi. Thì cũng đã giảm được cái mật độ của sâu rồi và giảm nhẹ thiệt hại. Thì biện pháp canh tác này thì cho biết luôn đó là hiệu quả nó không có cao lắm. Nhưng nó có một cái, đây là biện pháp chủ đạo của nông dân người ta thường dùng. Tại vì sao? Tại khi mà trồng cây luôn luôn người ta làm những cái động tác này. Vệ sinh đồng ruộng, gieo trồng đúng thời vụ. Đó. Rồi chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lý vân vân. Người ta luôn luôn tuân theo các biện pháp này. Nên biện pháp này nó là biện pháp chủ đạo của phòng trừ sâu bệnh hại. Rồi tụi con quan sát hình, bạn này đang bắt sâu. Rồi hình ảnh này người ta đang bẫy đèn. Thì bẫy đèn đó là người ta để đèn ở dưới là người ta để cái bã độc. Và khi mà côn trùng rất thích ánh sáng vào ban đêm, nên khi thấy ban đêm ánh sáng nó bu lại và nó rớt xuống đó, nó chết. Người ta, đó là bẫy đèn. Thì những biện pháp này người ta gọi là biện pháp thủ công. Thì biện pháp thủ công này do là chương trình giới hạn nên chúng ta chỉ tìm hiểu như thế thôi. Rồi chúng ta tiếp tục qua biện pháp tiếp theo. Đó là biện pháp hóa học. Tụi con quan sát hình thấy rằng ở người nông dân này người ta đang phun thuốc trừ sâu trên cái mặt ruộng của mình. Đó. Thì hãy cho biết đó là biện pháp hóa học được thực hiện như thế nào. Đó là người ta sử dụng các loại thuốc hóa học để trừ sâu bệnh. Thì tụi con biết rằng đây, biện pháp này hiệu quả rất là cao. Ưu điểm của nó là diệt sâu bệnh rất là nhanh. Phun thuốc là sâu chết ngay. Đó. Rồi ít tốn công vô cùng. Nhưng cái khuyết điểm mang lại cho chúng ta không hề nhỏ. Và về sau này người ta hạn chế sử dụng biện pháp này. Chừng nào mà khi mà sâu bệnh nó lan rộng nhiều lắm, cả nặng lắm thì người ta mới sử dụng. Thứ nhất là dễ gây độc cho người, cây trồng và vật nuôi. Khi chúng ta xịt như vậy, đó thì chúng ta dễ, nếu mà chúng ta không đảm bảo các biện pháp an toàn thì chúng ta dễ bị nhiễm độc cho người, cho cây và cho vật nuôi. Rồi thứ ba là ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Thì là thuốc trừ sâu, thuốc độc mà, nên khi nó phun vào môi trường như thế thì sẽ bị ô nhiễm. Và nhiều khi chúng ta vứt những cái vỏ bao bì thuốc trừ sâu bệnh mà chúng ta vứt xuống ngay đường nước hoặc chúng ta vứt bừa bãi ở ngoài thì nó cũng làm cho ô nhiễm môi trường đất. Và cuối cùng là một cái nhược điểm nữa là nó cũng giết các sinh vật khác ở đồng ruộng. Thì côn trùng nó có hai loại. Đó là loại có ích và loại có hại. Thì khi mà nó giết được những sinh vật có hại ở ruộng thì vô tình nó cũng tiêu diệt các loại mà nó có ích. Do đó chúng ta phải thận trọng khi sử dụng biện pháp này. Và để nâng cao hiệu quả của thuốc thì chúng ta phải đảm bảo những yêu cầu gì? Và trước khi chúng ta tìm hiểu đó thì tụi con với thầy chúng ta cùng coi một video clip như sau.
Hiệu quả là phun trên ruộng để làm sao phun trừ bệnh nó khác, phun trừ rầy nó khác. Và phun trừ bệnh rầy thì chúng ta nhớ là cái mục tiêu chính là giọt thuốc đó tới được cái nơi mà đối tượng mục tiêu của mình muốn để loại trừ. Thí dụ bệnh ở trên lá thì giải quyết ở trên lá, còn rầy ở dưới gốc thì phải giải quyết con rầy ở dưới gốc thì nó mới đạt mục tiêu. Và nhớ là phun phải đều, nếu mà bằng cái gì đó mà mình phun không đều thì hiệu quả không cao. Cái thứ hai là đối với an toàn thì chúng ta thấy là an toàn nghĩa là chúng ta phun nhiều nữa thuốc quá trên cây lúa mình thì nó cũng độc cây lúa, nhưng đối với người ta thì chúng ta nhớ là cái vấn đề con người là quan trọng nhất, do đó mình phải có quần áo bảo hộ lao động. Ở đây mình có găng tay, rồi có cái tạp dề phía trước, rồi cái nón ở trên và ngay cả khẩu trang. Thì đối với cái nón ở trên thì nó bảo vệ bên trên, hoặc khẩu trang thì nó bị bảo vệ ở cái phía mặt của mình, và cái tạp dề này ở phía ngực. Như vậy là bà con sẽ thấy rằng là ở cái vấn đề mà dưới cùng, bà con sẽ thấy ở đây nó có cái ủng. Ủng đặc biệt này là ủng mà nhựa mà có thể là mang trong điều kiện ruộng lúa mà nó không bị cắt lúa, lúa cắt. Thành ra cái này nó cũng rất là quan trọng. Nhiều nhà nông đã từng tham gia chương trình IBM, chương trình ba giảm, chương trình quản lý rầy cộng đồng đều có thể nắm được nguyên tắc bốn đúng này. Đó là đúng lúc khi rầy nâu đang ở tuổi 2, tuổi 3. Đúng thuốc là thuốc rầy trị rầy, thuốc sâu trị sâu, thuốc bệnh trị cho bệnh. Đúng liều lượng là phun theo cách chỉ dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì nhãn chai. Tuy nhiên, đến phần đúng cách thì không phải ai khi sử dụng đều làm được. Chính từ yếu tố này mà nhiều nơi sau khi phun xịt trừ sâu rầy thì mật số chẳng những không giảm mà còn bộc phát nhiều lên. Đồng thời, do phun xịt quá mức làm cho thiên địch bị chết sạch, nguy cơ mất cân bằng sinh thái là rất cao, bởi phương tiện phun xịt khác nhau sẽ cho hiệu quả phòng trị khác nhau. Thì qua video clip vừa rồi, cho chúng ta biết được đó là cách phun thuốc, đó rồi cách sử dụng thuốc và làm sao đảm bảo an toàn. Thì chúng ta trở lại câu hỏi của mình, đó là để nâng cao hiệu quả của thuốc thì chúng ta phải đảm bảo các yêu cầu gì? Thì thứ nhất là sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ và liều lượng. Thấy chưa? Từ video clip chúng con quan sát thì đã cho chúng ta câu trả lời, nó sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ và liều lượng. Rồi phun phải đúng kỹ thuật. Phun thuốc đúng kỹ thuật thì phun làm sao chúng ta tìm hiểu sau. Nhưng bây giờ phun đúng kỹ thuật. Và phun thuốc như thế nào là phun đúng kỹ thuật? Thì tụi con đã coi rồi, thứ nhất thời gian cách ly đúng quy định. Rồi chúng ta phải phun đều và không phun ngược chiều gió lúc mưa. Lúc trời mưa thì giảm đi cái tác dụng, và nếu mà phun ngược chiều gió thì đương nhiên tụi con thấy là sao? Sẽ thấy thuốc vào mặt mình và nguy hiểm. Đó. Rồi chúng ta tụi con coi hướng gió nè. Đó, cái hướng gió và người ta cắt hướng gió, đương nhiên tụi con thấy không được phun thuốc ngược chiều gió, nhớ phải xuôi theo chiều gió. Rồi phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động khi đeo khẩu trang, găng tay, đi giày ủng, đeo kính, mặc áo dài tay, quần dài và đội mũ. Đó, hồi nãy chúng ta coi video clip, vị kỹ sư đó đã cho chúng ta biết, thứ nhất là phải đeo khẩu trang, găng tay, đi giày, đi ủng, đeo kính, mặc áo dài tay, quần dài và đội mũ. Tụi con phải cho biết phải đứng như thế nào với chiều gió thổi. Bây giờ phải đứng như thế nào với chiều gió thổi đây? Thì phải đứng như thế nào? Xuôi theo chiều gió. Người ta phải đứng xuôi theo chiều gió. Đó. Để mà tránh thuốc nó bay vào mắt hay hít thuốc vào thì nó gây ngộ độc thuốc. Đó là như vậy. Rồi chúng ta đã kết thúc cái biện pháp hóa học. Rồi chúng ta qua biện pháp thứ tư. Tụi con thấy hình này là hình con bọ xít. Thì bọ xít này nó đang ăn con sâu non hại cải. Đó. Bọ xít là một côn trùng. Nhưng mà côn trùng này là côn trùng có ích. Nó đang... bọ xít của ngỗng đang ăn sâu non hại cải. Rồi ong mắt đỏ ký sinh trứng sâu đục thân lúa bắp. Là ong mắt đỏ này nó sẽ sống ký sinh trên trứng sâu đục này. Nó sống ký sinh thì đương nhiên là con sâu này nó sẽ chết. Từ từ nó sẽ chết. Do đó những con vật này nó giúp cho chúng ta phòng trừ sâu bệnh hại. Thì những con vật đó thì trong video clip nó kêu nó gọi là thiên địch. Những con vật tự nhiên để mà chống sâu bệnh. Đó. Rồi tụi con thấy là ngoài ra tụi con thấy là nấm ký sinh trên bọ xít đen.
rồi nấm tua ký sinh trên rầy nâu, nó sống ký sinh để nó tiêu diệt những con vật có hại. Rồi mèo rắn bắt chuột, chuột thì nó phá đồng ruộng rất là nhiều, thì mèo rắn bắt chuột, đó là những con vật có ích. Đó, thì những con vật này, những con vật có lợi sẽ tấn công những con vật có, những con vật mà có lợi sẽ tấn công những con vật có hại để giúp chúng ta phòng trừ sâu bệnh. Thì cái biện pháp này người ta gọi đó là biện pháp sinh học, là sử dụng tự nhiên để mà tiêu diệt sâu bệnh. Người ta còn gọi là thiên địch, là những con vật có ích. Đó. Người ta nói đó là sử dụng một số loại sinh vật như nấm, ong mắt đỏ, bọ rùa, chim ếch và các chế phẩm sinh học để diệt sâu bệnh hại. Thì ưu điểm của biện pháp sinh học đó là hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn với người và động vật, rồi hiệu quả bền vững lâu dài. Đó. Nhưng mà khuyết điểm của nó là hiệu quả nó chậm và phụ thuộc vào thiên địch rất là nhiều, là những con vật có ích đó, nó phải ăn nhiều, nó có nhiều nó ăn nhiều nên phụ thuộc vào thiên địch. Nên tạo sau này người ta là không cho bắt rắn nhiều để mà nó ăn chuột ở đồng ruộng đó. Rồi người ta để những con vật như là chim sâu để nó bắt sâu cho chúng ta. Và sau này biện pháp sinh học người ta còn sử dụng một số thuốc đó, tự nhiên. Người ta sử dụng một cái loại thảo mộc, một số loại thảo mộc để mà làm ra thuốc hóa học, nhưng mà thuốc hóa học này là theo dạng là chế phẩm của sinh học tự nhiên để mà người ta diệt sâu, chứ người ta không dùng là loại chất hóa học nữa, để mà nó không có hại cho môi trường. Rồi thầy giới thiệu của con đó là biện pháp chúng ta qua 4 biện pháp rồi, thì chúng ta qua biện pháp cuối cùng, đó là biện pháp kiểm dịch thực vật. Thì biện pháp kiểm dịch thực vật đó là gì? Đó là kiểm tra và xử lý sản phẩm. Ưu điểm của biện pháp này đó là ngăn chặn sự lây lan của sâu bệnh, mà khuyết điểm của nó là tốn kém. Thì biện pháp kiểm dịch thực vật là gì? Khi mà vận chuyển hàng hóa, rau, củ quả, nông sản từ địa điểm này sang địa điểm khác, từ địa phương này sang địa phương khác, thì người ta phải thực hiện biện pháp là kiểm dịch. Nếu mà nó không đạt được cái chuẩn yêu cầu thì người ta không cho đi qua. Đó là người ta sử dụng các biện pháp kiểm dịch là như thế, đó là kiểm tra và xử lý sản phẩm. Thì biện pháp kiểm dịch thực vật thì tụi con nhớ cái cụm từ cho thầy là IPM, I, P và M, đó là tổng hợp dịch hại và quản lý. Tức là biện pháp này quản lý dịch hại tổng hợp. Nó khi vận chuyển từ địa phương này đến địa phương khác thì người ta làm gì? Kiểm tra. Kiểm tra xong đi, xử lý. Được chưa? Nếu đạt chuẩn thì cho đi, còn không đạt chuẩn thì không cho đến cái địa phương khác để làm là lây lan dịch bệnh. Rồi chúng ta đã bước qua các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại. Thì tụi con nhớ là chúng ta có 5 phương pháp. Bây giờ biện pháp canh tác, biện pháp thủ công, biện pháp hóa học, biện pháp sinh học và biện pháp kiểm dịch thực vật. Thì 5 biện pháp này không biện pháp nào là tối ưu nhất. Chúng ta sẽ tùy theo tình huống, tùy theo loại sâu bệnh, cái tình trạng sâu bệnh, và chúng ta có những biện pháp phù hợp. Rồi thì trở lại cái biện pháp hóa học. Biện pháp hóa học là một biện pháp mà hiệu quả cao, nhưng ngược lại nó gây độc rất là nhiều cho người, cho môi trường. Do đó chúng ta phải tìm hiểu được, đó là nhận biết một số loại nhãn hiệu thuốc phòng trừ sâu bệnh hại. Thuốc này là thuốc hóa học nha tụi con, nhớ. Đó. Rồi để nhận biết, đầu tiên chúng ta nhận biết cho nên biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu bệnh hại. Khi chúng ta đọc cái nhãn thuốc, chúng ta phải hiểu là nhãn thuốc hướng dẫn ta cái gì ở trên cái bao bì đó. Đầu tiên là chúng ta phân biệt độ độc. Rồi chúng ta thấy rằng thuốc trừ sâu bệnh có những nhóm độc nào. Người ta cho mình là 3 nhóm. Thứ nhất là cái biểu tượng cái đầu lâu, hai xương bắt chéo. Rồi hình vuông đặt lệch, có hình chữ thập. Và một cái hình vuông đặt lệch nhưng mà có những dấu cắt nhau, những đường gạch cắt ngoãn, cắt quãng. Đó. Rồi thì số 1 đó là cái hình đầu lâu hai xương chéo, đó là nhóm độc số 1. Rồi nhóm độc số 2, nhóm độc số 3. Thì từ nhóm độc đó nó có một cái mức độ độc khác nhau. Bởi vậy chúng ta cùng tìm hiểu các độ độc của mỗi nhóm. Thì nhóm độc 1 đó là rất độc. Tụi con nhìn thấy trên bao bì sản phẩm nào mà có cái biểu tượng này, đầu lâu xương chéo như thế này, và cái hình biểu hiện cho nó chúng ta nhìn thấy đó là màu đỏ.
đó là nhóm rất độc. Rồi nhóm thứ hai là nhóm độc cao. Và nhóm thứ ba đó là nhóm cẩn thận. Chúng ta tìm hiểu cái biểu tượng một. Biểu tượng rất độc. Thứ nhất là đầu lâu xương chéo trong hình vuông đặt lệch. Thứ hai là hình tượng màu đen trên nền trắng. Và cái biểu tượng chúng ta dễ nhìn thấy nhất là cái vạch màu đỏ ở dưới cùng nhãn. Thì loại thuốc trừ sâu này về sau này người ta không sử dụng nhiều. Tại vì lý do gần như không sử dụng thì nó rất là độc. Người ta chỉ sử dụng ở thuốc diệt chuột mà thôi. Còn thuốc trừ sâu bệnh hại người ta sử dụng cho hai nhóm sau. Thứ nhất hai là nhóm độc cao. Thì nhóm này thường là sử dụng cho diệt các loại sâu. Các loại côn trùng có hại. Thì để nhận dạng được cái độ độc này, chúng ta quan sát chữ thập màu đen trong hình vuông đặt lệch, rồi hình tượng màu đen trên nền trắng, và cái vạch màu để chúng ta phân biệt rõ nhất đó là vạch màu vàng ở dưới cùng nhãn. Đó, chúng ta thấy cái bao bì cũng vạch màu vàng nhưng mà cho biết là độ độc cao. Và đa số là những loại này người ta sử dụng cho các loại côn trùng có hại. Rồi chúng ta nhìn vô, đây là cái bao bì của thuốc trừ sâu đây, đa số, được con thấy không? Đây nè, đó cái màu vàng, vạch màu vàng nè, cái biểu tượng của nó là cái vạch màu vàng, họ ghi chữ độc cao, đó, thấy chưa? Rồi nhóm thứ ba là nhóm cẩn thận. Nhóm cẩn thận đa số thường là người ta sử dụng nó là thuốc trừ bệnh. Thì tụi con thấy là biểu tượng của nó là hình vuông đặt lệch có vạch rời. Có thể có hoặc có thể không. Tại có nơi bao bì người ta để nó không. Nhưng mà luôn luôn nó có cái này. Đó là có vạch màu xanh nước biển ở dưới cùng nhãn. Có cái vạch này bằng nhận diện. Chúng ta quan sát cho thầy. Đây. Đây là thuốc trừ cỏ. Thấy chưa? Thì thấy biểu tượng nó nè. Đó. Có nét gạch đứt nè. Và ở dưới đây chúng ta nhìn thấy đó là màu xanh. Nó dễ chúng ta dễ phân biệt nhất. Đó. Ta để nguy hiểm, thấy chưa? Và đây là màu xanh nè, đó là cẩn thận đấy. Đây, chúng ta nhìn đây. Đó, các loại thuốc trừ bệnh, tụi con thấy không? Đây nè, màu xanh. Cái ta, đó là họ ghi nè, đó là cái dạng. Mà đây là dạng, nhưng mà cái đây dạng mà thuốc trừ bệnh mà là thuốc gì? Thuốc trừ sâu, bỏ bệnh tụi con thấy độc cao nè. Và vạch dưới này là gì? Vạch màu vàng. Đó. Còn đây là cẩn thận, nó không có biểu tượng nhưng mà tụi con thấy là gì, nó có màu xanh ở dưới nè, thấy chưa? Và chúng ta biết là nhóm độc số 3 đó là cẩn thận. Rồi một cái thảo luận nhóm như thế này thì chúng ta là học trực tuyến, đâm ra là chúng ta chỉ coi thôi ha, chúng ta không có thảo luận. Thì chúng ta thử xem coi đây là thuốc cái thuốc này nó thuộc nhóm độc nào. Hai loại thuốc này nó thuộc nhóm độc nào. Chúng ta thấy đầu tiên là nhóm độc cao thứ nhất. Ta thấy chữ, thấy biểu tượng. Đó, hình chữ thập đặt trong hình vuông đặt lệch và ở dưới là màu vàng. Cái thứ hai là nhóm cẩn thận. Chúng ta thấy là ở dưới dễ nhìn nhất là dưới màu xanh ở dưới và cái chữ ở trên. Rồi chúng ta nhìn vào cái bao bì cho thầy. Những cái chúng ta cần lưu ý như sau. Đây, đầu tiên chúng ta thấy được cái chữ V-Carb. Chữ R ở trên và 95 pH. N. Đó. Thuốc bột hòa nước chứa 95% Catam. Thì chúng ta thấy rằng đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc cái nhãn này. Thì đầu tiên chúng ta thấy cái chữ V-Carb này, tụi con thấy là đó là gì? Đó là tên thuốc của nó. Đây là tên thuốc nha. Còn con số 95, đầu tiên là có một dòng chữ ha, đó là tên thuốc. Và con số đi kèm theo đó là hàm lượng chất tác dụng. Hàm lượng chất tác dụng bao nhiêu phần trăm. Và cuối cùng là ba chữ cuối cùng này cho chúng ta biết được là thuốc có dạng gì. Đó. Nhìn trên nhãn là người ta biết rồi. Bởi vậy nhìn nhãn này đầu tiên ta biết là tên thuốc, hàm lượng chất tác dụng và cái dạng thuốc. Đây tụi con coi. Đây nè. V-Carb. Đó chúng ta sẽ đọc. Cái này nó đọc như sau. Thuốc trừ sâu V-Carb. Thấy chưa? Chứa 95% chất tác dụng. Và đây là dạng thuốc là thuốc bột hòa tan trong nước. Nè, THN là bột hòa tan trong nước. Thấy không? Cái tắt đó, bột hòa tan nước. Đó là như vậy.
chúng ta nhìn thấy ha, từng cái một chúng ta biết được, chúng ta đọc. Tôi còn lưu ý kỹ thầy cái này để mà chúng ta có thể là khi mà ở cuối kỳ là chúng ta sẽ có phần này đó nha. Rồi ngoài ra chúng ta thấy là ở trên đây chữ R, còn thấy không? Thì R này biểu hiện chúng ta biết là đây là cái sản phẩm này nó đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Bất kỳ sản phẩm nào của Việt Nam mà chúng ta thấy chữ R như vậy là nó đã đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Đây, chúng ta coi rồi đến tên thuốc. Thì chúng ta thấy là chúng ta đọc tiếp tục ha. Kapan 50 OC. Thì Kapan là thuốc trừ bệnh lạ. Thuốc trừ bệnh Kapan. À, chúng ta thấy ghi bên này thuốc trừ bệnh Kapan. Cho nhìn cái nhãn ta biết liền. Rồi, chứa 50% chất tác dụng. Và thuốc đây là thuốc nhũ dầu. Rồi ngoài tên thuốc ra, ngoài cái nhóm độc ra thì chúng ta còn đọc được gì nữa? Chúng ta cùng tìm hiểu ha. Tụi con lưu ý đây. Thứ nhất là công dụng của thuốc. Cái này phải đọc kỹ nha tụi con. Ngoài tên nè, công dụng á. Đó. Phải đọc đầu tiên chúng ta biết là loại thuốc là thuốc. Đầu tiên tụi con biết để biết nó. Đầu tiên chúng ta nhìn cái bao bì phải đọc là thuốc gì. Cái loại thuốc là trừ sâu hay trừ bệnh. Sâu là con gì và bệnh là bệnh gì. Thấy chưa? Rồi tên thuốc nè. Rồi hàm lượng chất tác dụng nè. Và dạng thuốc. Và công dụng của thuốc là cái gì chúng ta phải đọc. Đó. Rồi thành phần hoặc là cách sử dụng thuốc phải coi thật là kỹ. Rồi khối lượng hoặc cái thể tích. À, chúng ta biết đó, người ta cung cấp cho mình rất nhiều thông tin. Rồi cái số đăng ký. Đây là cái sản phẩm đã được đăng ký, đã được kiểm định đàng hoàng. Đó. Và cái địa chỉ sản xuất. Rồi chúng ta thấy là đây là một cái số biểu tượng, cái icon, biểu tượng dưới này. Có thấy không? Rất là nhiều và chúng ta tìm hiểu nó nè. Đó là các quy định về an toàn lao động. Được chưa? Thì bởi vậy tụi con biết rằng ngoài tên thuốc ta còn đọc được cái gì? Công dụng thuốc, cách sử dụng thuốc, khối lượng hoặc thể tích của thuốc, quy định về an toàn lao động và cái địa chỉ sản xuất. Chúng ta coi quy định nè, chúng ta coi lại ha. Đầu tiên nè, để ở trên cao nè, đi ủng nè, thấy chưa? Rồi tránh vào mắt nè, thấy không? Làm xong là phải rửa tay nè, thấy chưa? Rồi nhớ nè, phun nè, là phun thấp là không được để cao trên mặt nè. Rồi phải đeo khẩu trang nè. Khi lỡ vào mắt thì phải rửa bằng nước sạch nè. Đó, chúng ta thấy những quy định an toàn lao động là như vậy. Đây, tụi con coi. Thấy chưa? Rồi để nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu bệnh, tụi con nhớ rằng thứ nhất là chúng ta phải biết quan sát một số dạng thuốc. Nhận biết nhãn hiệu thuốc xong rồi, chúng ta phải quan sát một số dạng thuốc. Nhưng phần này giới hạn chương trình thì tụi con tự đọc sách giáo khoa cho thầy. Chúng ta sẽ đọc để mà biết được dạng thuốc thì tất cả tụi con chúng ta coi ở sách giáo khoa bài 14 trang 36 để chúng ta tìm hiểu một số cái dạng thuốc. Rồi qua bài ngày hôm nay là đã kết thúc được cái chủ đề phòng trừ sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ rồi. Thì chúng ta nhớ thầy một số cái như sau, đặc biệt là phần hôm nay chúng ta nhớ thôi thầy. Đó là phòng trừ sâu bệnh hại phải đảm bảo nguyên tắc phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để, và sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. Cái thứ hai là tùy theo loại sâu bệnh hại và điều kiện cụ thể mà áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp, lấy biện pháp canh tác làm cơ sở. Rồi chúng ta ôn tập như sau. Thứ nhất, chọn câu đúng. Muốn phòng trừ sâu bệnh đạt kết quả cao, cần áp dụng A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh. B. Biện pháp thủ công. C. Biện pháp hóa học. D. Biện pháp sinh học. Và E. Tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp. Vậy chúng ta chọn câu nào là câu đúng? Câu đúng là tổng hợp và vận dụng. Tụi con nhớ là tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp. Nhớ như vậy, tại vì không có biện pháp nào là ưu việt nhất. Nhớ như thế. Rồi, tụi con nhìn hình, quan sát hình cũ đây. Vệ sinh đồng ruộng làm đất cho chúng ta biết đây là một trong những cách để mà thực hiện cái biện pháp nào. Đó là biện pháp canh tác, nhớ ha. Rồi, đó, người này ta đang phun thuốc trừ sâu thì chúng ta biết đây là biện pháp gì.
đó là biện pháp hóa học, tụi con thấy ha. Rồi giao nhiệm vụ cho tụi con khi chúng ta học bài này xong, nhớ phải học bài, rồi tụi con đọc cho thầy bài 15 làm đất và bón phân lót, rồi làm bài trắc nghiệm trên lớp học kết nối. Đó, chúng ta nhớ như thế, đó là những cái chúng ta phải thực hiện. Rồi chào tất cả các con, bài chúng ta kết thúc từ đây và chúc các con học sinh sức khỏe và học tập tốt. Rồi chào tất cả các con.